Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi Crowded. Để mình đi qua lượm mấy cái mũi tên một cái. Nãy mới săn mấy con Apex đem ra nấu. Rồi, ta sẽ cần phải sửa cái cây mình đang cầm nữa. Nhưng mà làm gì có đồ đâu sửa. Lượm lên cái. Ăn vô. Cho lên 100% luôn. Mình đã đi múc lại nước. Bây giờ chúng ta sẽ chạy vô chỗ của Burgo. Burgo ơi, Burgo. Tôi chổng nghiên cứu mấy cái túi với mấy cái mũi kim của con mũi á. Để chúng ta có đồ từ bé mũi. Qua đây, qua đây. Ý, hết hồn. Hôm bữa con nhện nó dính đây nè. Giờ nó hết dính rồi. Thở, thở, thở. Chắc phải nâng thể lực lên trước quá. Mình muốn nâng cái điểm passy á. Điểm nội tại á. Nhưng mà chưa đủ. Rồi. Burgo, hello. Bây giờ sao? Ủa? Ủa đâu cần phải vô Burgo đâu ta. Quên. Chỗ đây thôi, Burgo gì. Nâng điểm thể lực 20 điểm. Một cái răng. Cái này là ba cái răng. Bởi rất là đáng suy nghĩ luôn á. Mà nó còn Mega Mew nữa nè. Mega Mew chưa có. Cái này xài xong rồi. À, mình vô đây mình đâu phải xài mấy món này. Cái bàn kia đâu? Hình như ở bên này. Đúng rồi, bên đây. Lộn chỗ, lộn chỗ. Lộn chỗ. Làm lộn, làm lại. Ở vô nghiên cứu. Đây là cái túi mà đựng nước màu. Đó, giờ có cái này sẽ hồi phục nhanh hơn nha. Túi nước màu của con mũi. Đây là cái kim của con mũi nè. Làm được cái kiếm. Không có kiếm luôn. Ở đâu 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 đâu. Ờ, đây là cái đầu con mũi hả? Bít mà. Cái mũi kim á. Ủa cái kiếm đâu? Cái kiếm, cái kiếm. Cây kiếm Mosquito Needle. Chính xác luôn. Ôi làm được luôn. Làm được. Cái này nhà có. Giờ không có mà nhà có. Vô chọt 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 chọt. Có khả năng hút máu rất là tốt. À, hút nước màu chứ. Nói chung là tất cả cái đó gọi là nước màu. Để phải chạy về một cái. Để biết vậy chạy về nhà luôn. Để có gì chế tạo luôn. Giờ ở đây hả? Không có đủ nữa. Cái phần tơ nhện đó là bắt buộc luôn á. Phải chạy về. Đổi lên cây kiếm. Cây kiếm ở tốc độ cũng tốt lắm. Nó có khả năng hồi phục nữa mà. Giờ mình chạy về một phát. Mình đã cho xe sợi thêm. Bây giờ ta mở lên làm cái kiếm. Chúng ta sẽ có cái Stinger Spear. Cần phải săn bé ong. Đâm nha. Rồi săn bé ong lận á nha. Bây giờ làm Mosquito này trước đây. Chế tạo một cây. Đây là cây kiếm. Đời mới. Hết thùng rồi. À, cất con dao vô. Không có chỗ để bỏ đồ luôn á. Đây cây kiếm đây. Gắn con dao. Gắn cây kiếm lên. Kiếm nằm bên đây. Đó. Chọt 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 chọt. Với cái bộ đồ này. Bây giờ á, mình làm mới có được một con bọ thôi. Đâu rồi? Cái áo, cái nón. Ladybug hết chưa có. Ladybug làm được cái áo. Cái áo blocking strength cộng thêm này. Này là heavy armor nha. Bận vô là chúng ta sẽ đi chậm hơn. Với lại thấy trong này có mấy món ta sẽ cần phải đem đi nghiên cứu. Một cái để coi làm cái tree sap coi. Sap catcher. Water container. Multi station. Ủa sap catcher đâu. Jelly rack. Wow cái này hơi bị mắc tiền luôn nha. Sap catcher. Cần một gỗ với 4 dây. Cái rễ nào mà nó sản xuất ra thì nó sẽ hứng ở trọng. Gắn lên. Giờ đang dư quá. Ủa còn cái bông này hết rồi. Sao đu dây đây. Giờ phải đi lấy thêm. Đâu chọc con này coi. Apex. Đó lên được thêm miếng. Mở lên nghiên cứu. Berry leather. Raw science. Ba chục nữa. Ok. Có gì nữa không? Không, không có gì nữa. Ủa mà cái kiếm này sửa làm sao? Wow. Mosquito bit luôn. Mắc vậy.
Mắc à, cỡ như vậy là hơi bị phê luôn á. Giờ có con này nó không có đường đi, chúng ta sẽ cần phải bỏ em Apex vô nấu bộ đồ ong. Sắp hư rồi, bộ đồ này tạm vậy thôi. Thiệt luôn á, muốn kiếm một cái bộ đồ mà nó có bảo vệ tốt tốt chút cũng rất là khó khăn nha. Tên 5 Spider Bubble Ugrass Fragment Cap. Chúng ta kiểm tra lại cái Major Threat 7.5. Acorn mình cũng đang bận nè. Drop Vest 10. Acorn đâu? Acorn lên tới 15 luôn á. Nó cũng được coi như là giáp nặng rồi. Rồi như vậy là chắc đổi sang bộ đó đi. Con chúng ta đổi qua chốc và repair cái coi. Cần có một đống dây nữa. Có cái đậu mũi dâu. Hết chậu. Nát phơ còn rất là nhiều. Có cái đậu mũi vô, lấy cục này ra. Thật luôn á, giờ làm thêm thùng á thì sau này rã thùng ra nó hơi dở. Đâu để mình đi coi cái coi. Mình lấy cây búa. Búa này sửa được không? Búa búa sẵn đây. Sửa. Ok, repair nó lại luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái cây. Chỗ này có chỗ nào nó chảy nhựa ra để mình có thể lấy? Thì mình nhớ là ngay khúc cây sồi nó có cái chỗ cái nhựa nó đóng xuống. Đó. Cái nhựa đóng xuống xong nó đông đặc lại á. Ngay tại đây nè. Chúng ta phải đập cái nhựa ra một cái. Rồi, rất là được nhiều hay nhiều. Chỗ này là thường xuyên rớt luôn nha. Mấy cái con kia tới đây cho tôi. I'm not built in combat. Vẫn mặt hả? Combat gì combat? Sharp catcher. Wrong angle. Ủa, gắn đây rồi sao nó hốt được không ta? Ê, đông quá vậy mấy đứa. Đông quá vậy. Áp hết chơi người ta đang gắn. Cái này đưa ra vậy. Vậy làm sao đây? Gắn đây coi. Giờ gắn lên trước vậy đi. À, còn thiếu mấy cọng dây nữa, 3-4 cọng gì á. Nhưng mà mình nghĩ chỗ này không có được. Chỗ này chắc chắn là không có được. Để đó là không xi nhê gì rồi. Áp hết chơ là 4 cọng dây có luôn kìa. Đầy đủ. Ủa, còn một cây gỗ. Nó tới 2 cây gỗ lận. Rồi, kệ nó đi. Từ từ xử lý tiếp công chuyện ở đó. Mấy con này nhiều chuyện nè. Gì? Playmaster mutation. Đâu, kiểm tra coi status Playmaster. Ê, nó chọt tôi. Vẫn mặt hả mấy đứa? Không có được yên. Đang làm công chuyện. Playmaster. Từ cái túi, à còn cái túi máu nữa, cái túi nước màu nữa. Túi nước màu đây, cần phải có cọng dây nữa nha. Nhiều thứ phải xử lý quá. Chúng ta sẽ bỏ cây rìu lên.
Để về uống miếng nước cái. Ok. Uống miếng nước. Này là đi đâu rồi ta? À qua bên kia. Đi hồi lộn đường luôn á. Lộn đường hết trơn. À bây giờ mình sẽ cần phải về mình chế tạo cái bịch nước màu trước. Trời cũng sắp tối rồi. Phải đi săn cái con nhện săn mồi á, group spider nữa. Đâu vô làm bịch nước màu cái coi. Hỏi lên chế tạo bịch nước màu coi. Nè, làm bịch đi. Đó. Làm bịch nước màu theo. Rồi còn cái bịch đồ hồi máu đâu rồi? Cái first aid kit. First aid. Còn 5 cái. Có một bịch nước màu cất vô. Cất này vô. Mình đang cầm hai cái khiên lận. Còn lại một cái này hả? Bỏ quá. Cái đó bỏ đi. Trong đây hết chỗ. Lấy cục đá ra. Cất này vô. Đá tính sao nha. Ở trong này. Bộ đồ nhện. Bộ đồ nhện cần Spider Fan. Ok. Rồi cái cây. Cây này sát thương là nhiêu đây? Critical hit chain đâm cái được critical. Tapping 5. Đó là phải săn các cái ong á. Kiểu như lấy cung bắn một cái. Giờ mình vác thêm 3 cây gỗ qua bên kia. Mình gắn cái sáp catcher một cái. Mấy em bên đó phát hiện ra rồi. Ồ, hình như tôi đi lộn đường. Lộn đường. Mà sao có cái con đó ở đây? Con đó nó phải nằm tuốt bên kia chứ. Cái cây đâu ta? Cây đâu? À, đi lộn đường thiệt. Chỉ cần đi lệch qua chút xíu thôi là nó không chạy. Đó, cái chỗ đó gắn cái sáp hết chơi vô. Để chúng ta kiếm được những cái phần nhựa cây. Một cây. Tiếp tục sáp hết chơi. Đi qua bên này nè, chỗ này cũng hay rớt mấy cái sáp. Gắn lên trên đó. Rồi, bỏ vô. Đó, nó bắt đầu nó nhiễu nhựa ra rồi nè. Sáp hết chơi đó. Ok liền. Nè, giờ muốn lấy là có liền luôn. Trong này có chưa? Hi. Ủa chưa có. À có xong đâu. Có. Phải xong mới có. Chưa xong lấy gì có. Giỡn mặt nè. Chọt nước đâu. Uống miếng nước coi. Đi săn group spider coi. Tung sung đi săn group spider. Đâu rồi. Nước đâu rồi. Không có giọt nào hết trơn. Kìa dạ? Không có giọt nào hết trơn. Cái lúc đó hả. Cần mấy cái con lon mai này á. Thì tìm không thấy. Cái lúc không cần thì nó chạy đang đóng ngoài đường luôn. Thiệt tình luôn á. Giờ con gì ở dưới thì không biết nha. Úp spider đâu. Nãy thấy có nước rồi nhưng mà hơi khó lấy. Cái bình nước của mình là mình cực kỳ hạn chế sử dụng. Chỉ để cho những cái lúc mà chúng ta thật sự cần có nước á. Chúng ta mới lấy uống thôi. À, bây giờ vô đây, chúng ta cần phải chỉnh lại. Ở đây là cây thêm sát thương, này làm cái gì? Respiration process. Hypothermia, exhaustion recovery. Nâng được có 2 cái thôi à. Đâu đấy, để chạy coi, chỗ này đập mang về được nè. Ví dụ như vậy. Có vẻ như nó hồi hơi chậm hơn. Đi ra cẩn thận. Đi chơi con group spider mà. Vũ khí này chơi thì nó cũng hơi dở. Cái cây này chủ yếu là toàn vô để hồi phục không à. Ủa về luôn. Ê em kia. Con kia đi qua luôn kìa. Nó tới rồi nè. Tới. Cây này chơi ghê lắm. Đánh không có được bao nhiêu sát thương. Nhưng mà chọt ghê gớm. Chọt thiệt là nhiều.
gì nữa, gì nữa, gì nữa, gì nữa. Đỡ. Au, bị nó cắn một cái. Không sao, không sao. Nhiệm vụ của Burgo bữa giờ đâu rồi? A contest play Red End. Red End sau chờ hả? Bớt bathtub. Bớt bathtub là bên tuốt bên kia luôn á. Để leo lên cái. Đang tính đi farm mấy cái con epic gì, mấy cái con mối á, gì con ve, con ve, mấy con ve mà không có chỗ vô farm luôn. Đường này không có lên được. Hãy lên trên đây nè. Đó đó, nó nhảy xuống rồi kìa. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Tiếp. Mới có 3 cái mai phơ thôi. Ít quá. Leo lên trên này. Đầu đó chưa thấy. Đầu này có. Giờ cần gì là phải đi farm hết à. À, nè. Mối mọt gì đó. Ao 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 ao. Yeah hả con. Ấy. Vừa quay qua đỡ không kịp. Chắc được rồi đó. Để mình qua đầu bên này luôn. Qua mình bóc hốt luôn. Coi coi có không? Có không? Ngộ ha mấy em bên đây á. Mấy bữa đi qua là thấy ầm ầm luôn. Giờ bữa nay không thấy con nào hết. Rồi tri sáp. Từ từ nó mới có thêm. Có con bọ. Rồi bây giờ về đây. Chế tạo mũi tên một lần nữa. Một đống mũi tên. Chúng ta đang có bao nhiêu vậy? 60. Đây là 78 mũi tên. Xách theo mấy giây. Ok. Xách theo mấy giây. Ông đâu? Ông. Ông kỳ quá. Mình chưa có cái sharp shooter nữa. Chắc phải bắn cung nhiều hơn. Đó, có con quả. Con quả rất dễ chết rồi. Trong cái khu đó, cái khu nguy hiểm nữa. Hiếm lắm mới thấy được có con quạ. Nhưng mà bây giờ vô chổng là không vô được. Ở chổng là phải lên đồ hơn nữa. À, bộ đồ mình bận là cũng tạm tạm thôi. Cũng chưa có thể nào mà vô chổng chịu nổi mấy con chổng hết trơn hết đó. Nát hả? Nát kìa. Trên kia là mấy con ong. Ông cũng cần farm nè, Whoop Spider cũng cần farm nè. Rất là nhiều thứ cần phải farm. Dạ thiệt là vui. Có cộng lông quạ. Hên quá. Cái này rất chắc từ bữa giờ rồi. Ôi được 3-4 cộng luôn. Ôi 5 cộng luôn. 5 cộng. Từ 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 từ. Ngó 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 ngó. Có cái gì đó đen đen. Không phải. Đen đen. Ôi hên ta. Ủa mỗi lần trước mình đập được con cộng à. Vậy là nó văng đâu á. Rồi được 5 cộng luôn. Ghiền ghiền liền. 5 cộng về làm. Có được cây nỏ. Hoặc là cây nón. Cây nỏ bắn sát thương cũng tốt hơn. Và cây nón cũng tăng sát thương. Ô oh, hay quá. Thêm cộng nữa. Đâu ra vậy, nãy đi ngang đây mà đâu có thấy đâu. Ok luôn, bao nhiêu? 8 9, 10. Phải 9 cộng. Ok luôn, 9 cộng luôn. Có nữa không, có nữa không, có nữa không? Có phải lông quạ không? Không, không phải lông quạ. Nhìn giống giống nhưng mà không phải lông quạ. Ôi tự nhiên hên quá ta. Hên lắm luôn á. Đang thiếu lông quạ, chưa nâng cấp được đồ để chơi bắn cung. Bây giờ tự nhiên nó có luôn à. Tướng. Đâu để coi bộ đồ bắn cung á. Bộ đồ nào thiên hướng bắn cung đâu. Bắn cung chúng ta sẽ có. Cái này fuller. Có cái này không phải. À, vậy là không có cái gì liên quan đến bắn cung đúng không. Chỉ có bộ đồ ong thôi. Bộ đồ ong nó sẽ có bắn cung. À, bộ đồ quạ thì nó chỉ có cái nón. Nón, nón đâu. Macman nè, Macman cap. 5 cái berry leader luôn. Không đủ rồi đó.
Mình có chừng 3-4 cái Berry Leader thôi. Phải đi kiếm thêm Berry Leader. Hay vậy làm cái nỏ đi. Làm cái nỏ. Có gì lên đó hả? Nã mấy phát cho biết. Đồ ăn. Đồ ăn. Epic. Đâu đâu đâu, làm cái nỏ trước. Cái nỏ thì bắn chậm hơn nha, chắc chắn luôn. Ủa còn 5 cái luôn. 4 cộng này thôi. 4 cộng đó, có liền có liền. Hên là có cho làm bên đây. He he. Mở lên. 5. Chế tạo một cái vũ khí nỏ. Thiếu 6, 11 lần. Ủa 11 lần hả? Mình nhớ mình còn 1 cộng mà. Rồi, như vậy là thiếu 1 cộng. Nè, bắn cung nó sẽ thêm sát thương. Critical Energy Bow. Gắn lên. Gắn lên đó. Nhìn nó khác biệt hơn xíu. À, có bé ông kìa, bé ông kìa. Bé ông, bé ông. Những giọt nước sạch sẽ, tươi mới. Khi mà cắm những cái sáp khét chơ á, thì vô cành cây này cũng tốt nè. Nhưng mà những cái con whoop spider mà nó đi á, nó thấy á, là nó sẽ phá hết. Rồi em ấy, em ấy. Em ấy chắc không sao đâu. Bỏ vô nấu. Có con ông bài quà. Rồi bây giờ đổi lấy cái nón Magman. Nấu cho xong cái qua bển săn whoop spider. Có cái con ở trong góc này nè, mình muốn bắn nó. Mình sẽ cố gắng bắn hết sức. Đó là cách để săn mà đơn giản nhất thôi. Ở ngoài đây những cái bông. Rồi xoay mấy vòng rồi. Chín cho tôi. Chín rồi đó. Ta ra đây thôi. Hello. Đang sẽ spawn point đây đúng không? Chính xác. Spawn point. Có gì chạy ra cho nó gần. Bây giờ mình sẽ coi lại cái điểm trước cardio và điểm đỡ. Rồi đỡ nha, chúng ta sẽ cần phải bắn con nhện cái. Ở đây có con nhện nhỏ cũng nhiều chuyện lắm. Gì á? Gì vậy, gì vậy? Không xinh nhê lắm ta. Đổi cái nón vô rồi. Em thôi, Perimeter. Bắn ngay đây. Bắn ngay cái cổ của nó thì được. Cái con kia nó có chạy lên không vậy? Ôi nó chạy lên kìa, nó chạy lên kìa. Nhiều chuyện nè. Nó xỉn nhiễm rồi. Nhiều chuyện. Chỗ người lớn đang làm việc mà cứ kiếm chuyện. Rồi nhìn vô tình hình này là chắc không có đủ cái lượng mũi tên để bắn con whoop spider đó nha. Không đủ đâu. Quá. Chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn. Hình như có nhiều phát được critical hay sao á, cho nên thấy cái sát thương nó tốt hơn. Vị trí nó cũng căng ghê á. Lúc ít lúc nhiều. Hãy cứ bắn hết đi. Bắn hết thì mình cũng sẽ có thể gây được sát thương thêm mớ nữa. Đây 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 đây. Đang có cái răng ở trong kia kìa. Phải bắt buộc hạ gục nó. Có luôn, có luôn. Tôi tới đây em ơi. 24 hả? Hạ phục lên. Chắc còn được 4 khúc. 4 khúc đó mình tự xử lý là cũng hơi bị mệt luôn á. Cái con này nó có ba cái trò mà cắn dính độc ghê gớm lắm. Chúng ta phải canh mà đỡ nữa. Rồi
Rồi vô 11 mũi nữa. 11. Đây rồi, gần 3. Tốt quá. Gần 3 ống, chơi nó dễ. Ba ống. Ôi hơn 3 ống một chút. Điểm này điểm đỡ. Nhớ đổi cái mặt này vô. À, có cái bịch này không biết có chọi kịp không nữa đây. Rồi bây giờ xuống dưới nha. Rồi đỡ. Đây. Đây rồi. V5 Spider fan đúng 2 cái luôn. Oh yeah luôn. Chất độc. Ê tôi có ngẫm không đây? Đừng có ngẫm nha. Thiệt luôn ha. Căng quá đi. Đập ra. Vô chỗ Bergo liền. Miu Molar. Vậy đó. Ok luôn. Spider web. Mấy em whoop spider ghê quá đi. Hạ gục được rồi. Vui quá. Mau vô chỗ của Bergo. Giờ này vô Bergo. Có nhiều khi vô xong mà phải đi ra bằng đường khác á. Chứ nó đi vô rồi. Giờ nó bắt đầu nó đi tuần tra xung quanh đây nữa. Chạy vô chồng. Nè cái túi này nè xài á, là phải chọi xuống bụp vậy nè mới lên được một khúc. Nhưng mà cái con đó nhiều khi nó lo nó tấn công mình. Mình đâu có thể nào mà mình chọi được đâu. Vô nghiên cứu cái coi. Nghiên cứu hai thành phần. Cái răng và cái túi độc. Đây là cái răng nhện của nó nè. Đó cái răng của nó. Con mau thôi. Đồ trang trí. Túi độc. Đủ để làm cái cung không? Mũi tên có độc. Kiểm tra luôn. Trong đây. Chưa chế tạo được đâu. Chỉ kiểm tra trước thôi. Nó là insect bow. Spider chân. Oh, siêu rough. Về nhà là làm được liền. Bergo ơi. Bergo đâu rồi? Đó Bergo bên kia kìa. Thôi đi về. Ủa mà sao cái này cái khiên nãy cũng có đỡ mấy pha. Có cái khúc mà con nhện nó nhảy lên á thì phải đỡ đưa lên cao hơn chút. Nãy phải chơi góc nhìn thứ nhất á. Ăn dễ mà đỡ này nọ hơn. Góc nhìn thứ ba canh mấy cái giai đoạn đánh hơi căng chút xíu. Rồi bây giờ ta đi về. Gì đó. Có ai động thổ đây. Động thổ làm ghê vậy. Ủa, cái này phải cái răng không? Cái cục đá. Oh yeah luôn. Ủa, mình tưởng cục đá bữa giờ không á. Vô đây. Miu Molar nè. Lấy. Vui. Bữa giờ tưởng cục đá không à. Cho nên để đó luôn. Cái răng. Răng lấy được rồi thì tốt. Giờ đi về cái. Vô đây. À, mình sẽ kiểm tra đầu bên này. Chúng ta đang có 4 cái Miu Molar. Nãy quên luôn. Và nâng cấp cái này trước. Infill. Ố về luôn. Nâng cấp được 3 lần. Chúng ta kiếm 4 cái răng nâng cấp được 3 lần nè. Bây giờ máu trước thì cũng được. Nhưng mà thấy thể lực là cái tốt hơn. Cái healing cũng được. Thể lực hoặc là cái này. Cái này thì không cần cũng được nè. Bây giờ thể lực trước đi. Giờ cần phải có 2 cái răng. Mega Miu Molar chưa có. Ok. Nâng cấp lên. Tăng thêm thể lực. Đó xong rồi đó. Miu Molar. Đi. Thể lực tăng lên được một đoạn. Ở trên cái ống thể lực đó, nó cũng thể hiện á. Để còn chơi nó dễ dàng hơn nhé. Thể lực gì ít quá sao chơi. Ủa mà hồi nãy hạ gục con kia được cái điểm gì đây.
Ồ, đây là gì? Permanent resistant hả? À, vậy là không còn bị dính độc nữa hả? Chắc không thể nào mà kháng 100% được đâu. Nó cũng sẽ còn đó. Giờ làm cây cung. Cung đâu? Cung. Cung trước chế tạo một cung. Rồi cây cung cùi bắp này thì về giường chứ làm sao nữa. Còn cái cung cũ thì bỏ đi, không cần xài nữa. Chúng ta kiếm chỗ rồi. Giờ trời tối rồi, mọi thứ nó bắt đầu nó tối thui luôn. Đã quá, đã quá. Nhưng mà chưa có điểm bắn cung cao nha. Rồi, ủa, cái cây cao, cái cây đâu? Xuống đây liền. Cung mới, sát thương sẽ tốt hơn. Có săn Whoop Spider thì cũng sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã hạ gục được một con Whoop Spider và nâng cấp được thêm thể lực cũng như là chỗ để mở thêm được những món này nè. Chúng ta có thể mở được ba cái một lượt luôn. Giờ mình không thích bị dính độc nữa là mình mở lên luôn. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây mà các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.